Qua tìm hiểu trên mạng, nhóm khách du lịch này đã thuê cả chuyến xe từ Đồng Nai lên Đắk Nông với hy vọng được tham quan thác Liêng Nung, một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh này. Tuy nhiên, lên đến nơi thì chỉ vài người đủ dũng khí vượt qua đoạn đường bị sạt lở để quốc bộ vào thác. Số còn lại đành ngồi chờ ở bên ngoài. Mình cũng muốn khám phá thác Liêng Nung này, tại vì cái thác này cũng là một thác rất là nổi tiếng. Nhưng mà đi tới đây thì thấy là đường bị sạt lở rất là nhiều rồi. Mà không được đến thác Liêng Nung thì nó cũng là một cái tác phẩm chứ. Nó chỉ cách nhau một vài chú một chút thôi là mình đã có thể thấy được những cái gì mà mình coi trên Internet rồi. Mà bây giờ mình thấy thực tế nhưng mà tiếc vì không đi được. Được biết, để thu du khách, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư tới gần 30 tỷ đồng để xây dựng con đường vào tới thác Liêng Nung. Tuy nhiên, chưa kịp khai thác thì toàn bộ tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng. Và vì thế, thác Liêng Nung gần như bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Khác với Liêng Nung, thác Băng Rúp thì cơ sở hạ tầng, đường xá dẫn vào thác được đầu tư xây dựng vô cùng bài bản. Thế nhưng lại bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Nếu như chỉ đọc những dòng quảng bá với những cụm từ vô cùng mỹ miều, cùng xem những hình ảnh tuyệt đẹp giới thiệu về thác Băng Rúp, thì ai yêu thiên nhiên trong đời sẽ mong muốn được một lần để đến với nơi đây. Tuy nhiên khi có mặt tại nơi đây rồi, thì không ai có thể ngờ được cơ sở hạ tầng, dịch vụ đón khách ở nơi đây lại hoang tàn, đổ nát đến như vậy. Thời gian qua thì rất nhiều nhà đầu tư đã đến đây khảo sát và tìm cơ hội. Tuy nhiên cũng đang chờ về cái quy hoạch. Sau khi mà có quy hoạch thì tin chắc rằng là cái du lịch sẽ ngày còn tham gia chủ tịch sẽ phát triển. Ngành du lịch được tỉnh Đắk Nông xếp vào một trong ba trụ cột nền kinh tế tỉnh. Việc bỏ không những thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng như các thác kể trên, quả thực là một sự lãng phí đáng tiếc.